Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 4 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra tình hình thực hiện dự án cầu Hưng Hà và dự án đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình. 9 tháng đầu năm 2018 có thêm 139 dự án trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh. Huyện Khoái Châu có nhiều mô hình trồng cam đem lại hiệu quả kinh tế cao. Huyện Văn Giang phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ở huyện Kim Động đạt cao hơn mức chung của toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Đỗ Mười sinh ngày 2 tháng 2 năm 1917 tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, thường trú tại số nhà 11, phố Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1936, vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 6 năm 1939. Nguyên Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 2, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị khóa 4, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 5, 6, 7, 8, Thường trực Ban Bí thư khóa 6, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ tháng 6 năm 1988 đến tháng 6 năm 1991. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 6 năm 1991 đến tháng 12 năm 1997. Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2000. Đại biểu Quốc hội các khóa 2, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1 tháng 10 năm 2018, tức ngày 22 tháng 8 năm Mậu Tuất, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười với nghi thức quốc tang. Ban lễ tang gồm 39 đồng chí do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam làm trưởng ban lễ tang. Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười bắt đầu từ 7 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2018 đến 7 giờ 30 phút ngày 7 tháng 10 năm 2018 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 9 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2018 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười. Trong hai ngày quốc tang, ngày 6 tháng 10 và ngày 7 tháng 10 năm 2018, các công sở, các nơi công cộng trao cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí. Ban lễ tang. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Văn Công làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh về tình hình triển khai dự án cầu Hưng Hà và tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành, các huyện, thành phố nằm trong dự án. Đến nay, dự án cầu Hưng Hà đã hoàn thành, dự án đường nối hai đường cao tốc cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng trên toàn bộ tuyến, chỉ còn vướng mắc hệ thống điện tại một số điểm. Tỉnh đã ứng 50 tỷ đồng để giải quyết toàn bộ vướng mắc mặt bằng còn lại.
Ban quản lý dự án đã đề nghị huyện Ân Thi, thành phố Hưng Yên giải phóng mặt bằng, phạm vi mở rộng nút giao với quốc lộ 38, nút giao với đường trục phía Bắc, khu Đại học Phố Hiến, nút giao quốc lộ 39 và di chuyển hệ thống điện trong tháng 10 năm 2018. Đề nghị đơn vị thi công tăng cường vật liệu, nhân lực, máy móc thiết bị thi công đảm bảo hoàn thành toàn bộ giai đoạn 1 trước ngày 15 tháng 12 năm 2018. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, chấp thuận điều chỉnh tiến độ hoàn thành giai đoạn 1 của dự án đến hết năm 2019. Xem xét chấp thuận bổ sung hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại nút giao quốc lộ 38B. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đề nghị nhà thầu, đơn vị thi công, cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải quan tâm hoàn thiện 35 cống còn lại trên tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc, hoàn thiện các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông, trong đó có đèn tín hiệu giao với quốc lộ 38B. Việc xây dựng cầu vượt qua quốc lộ 39, tỉnh sẽ có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để triển khai thực hiện. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh có đường điện trên tuyến đường bộ cần tập trung thực hiện việc giải phóng di chuyển xong trước ngày 15 tháng 11 năm 2018. Thành phố Hưng Yên sớm hoàn thành việc xử lý một số trường hợp liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công chỉ đạo các đơn vị thi công trong tháng 10 phải hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án cầu Hưng Hà. Trong tháng 11, hoàn thành toàn bộ các hạng mục dự án đường nối hai đường cao tốc. Thứ trưởng cũng khẳng định, dự án chỉ đầu tư những hạng mục có hiệu quả kinh tế, kỹ thuật để nâng cao hiệu quả, tính bền vững và đảm bảo an toàn giao thông. Đối với nút giao quốc lộ 39, Bộ giao cho các ban quản lý của Bộ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu các giải pháp để thực hiện. Đối với sử dụng vốn tư của dự án cầu Hưng Hà, Bộ đã báo cáo Chính phủ để xem xét đầu tư công trình phù hợp trên địa bàn hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam. Sáng nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Khoái Châu đã tổ chức lễ trao huy hiệu cho 8 đảng viên cao tuổi đảng tại hai xã Đông Kết và Hàm Tử. Dự lễ và trao huy hiệu đảng cho đảng viên có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong đợt mùng 2 tháng 9, huyện Khoái Châu có 8 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng, trong đó có 2 đồng chí được tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng là đảng viên Nguyễn Hữu Lâm, thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử và đảng viên Đỗ Minh Tiệu, thôn Bắc Châu, xã Đông Kết. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, gửi lời thăm hỏi và chúc mừng đảng viên Lão Thành Nguyễn Hữu Lâm, thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử và đảng viên Đỗ Minh Tiệu, thôn Bắc Châu, xã Đông Kết, được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Đồng chí mong đồng chí Nguyễn Hữu Lâm và đồng chí Đỗ Minh Tiệu và các đồng chí đảng viên khác được trao huy hiệu lần này phát huy truyền thống quê hương gia đình là những tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo, tiếp tục giáo dục con cháu về tinh thần yêu nước và đóng góp cho sự phát triển của quê hương đất nước. Sáng nay, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu tổ chức khai giảng năm học 2018-2019. Dự khai giảng có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các thầy cô giáo, các doanh nghiệp và hơn 400 sinh viên. Năm học 2018-2019, tại cơ sở 2, Trường Cao đẳng Kinh tế Tô Hiệu có trên 400 sinh viên, trong đó tập trung đào tạo các ngành nghề như may thời trang, điện tử, hàn, điện dân dụng, kinh tế nông trại. Sau khi đào tạo nghề, sinh viên sẽ được nhà trường giới thiệu làm việc tại công ty may Việt Mỹ, công ty may Minh Anh, công ty may Hưng Long, công ty điện tử Hoàng Kim Vina, công ty đầu tư và xây lắp số 18. Phát biểu và đánh chống khai giảng, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường cần định hướng mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh cho sinh viên, từ đó xây dựng chiến lược đào tạo, cần dự báo đáp ứng nhu cầu, giá trị sản xuất, quản lý tốt cơ sở đào tạo, đội ngũ giảng viên cập nhật thông tin mới, đáp ứng nhu cầu xu hướng công nghệ, quán triệt định hướng lựa chọn những ngành nghề giúp quá trình đào tạo phù hợp với đời sống hiện nay. Bên cạnh đó, nhà trường phải xác định rõ đào tạo nghề gắn với liên kết cùng các doanh nghiệp có nhu cầu để đào tạo nhân lực cho thị trường lao động. Đối với sinh viên, cần xác định mục tiêu học nghề, tạo ý thức tiềm năng, năng suất, lao động, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Thực hiện đề án số 04 ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố, gắn với mối quan hệ phối hợp công tác giữa bí thư chi bộ và trưởng thôn
giai đoạn 2016-2020, huyện Tiên Lữ đã triển khai thực hiện mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn phố. Tuy nhiên, kết quả vẫn đạt thấp. Đến nay, huyện Tiên Lữ mới có 9 trong tổng số 55 thôn, khu dân cư bố trí được bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn khu dân cư. Trong đó duy nhất chỉ có xã An Viên, có 4 trên 4 thôn, có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, đạt 100%. Hưng Đạo có 2 trên 5 thôn. Còn lại một số xã như Thiện Phiến, Cương Chính, Thị trấn Phương mới bố trí được một bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn khu phố. Việc nhất thể hóa này có ưu điểm, góp phần tinh gọn cơ cấu bộ máy từ cơ sở, tạo sự đồng nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến khâu tổ chức thực hiện, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng gặp phải những khó khăn. Tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn khu phố ở huyện Tiên Lữ chưa cao là do phần lớn các bí thư chi bộ hoặc trưởng thôn khu dân cư đã cao tuổi nên khó kiêm nhiệm. Số đảng viên trẻ có thể đảm nhiệm cả hai chức danh lại không nhiều. Huyện Tiên Lữ phấn đấu đến hết năm 2018 nâng tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn khu dân cư lên mức trên 30%. Những năm qua, Hội Người Cao Tuổi huyện Ân Thi luôn bảo tồn và phát huy các làn điệu truyền thống tại địa phương. Để gìn giữ và phát huy những làn điệu dân ca truyền thống, Hội Người Cao Tuổi huyện Ân Thi đã thành lập một câu lạc bộ văn nghệ do huyện phụ trách, cùng 151 câu lạc bộ cơ sở thu hút nhiều hội viên tham gia. Các câu lạc bộ thường xuyên hoạt động xây dựng các tiểu phẩm chèo, các bài hát múa dân ca, sáng tác các bài hát dựa trên những làn điệu truyền thống với nội dung chủ yếu là ca ngợi Đảng, cổ vũ công cuộc xây dựng nông thôn mới, ôn lại lịch sử quê hương. Tiêu biểu là các câu lạc bộ văn nghệ xã Bãi Sậy, xã Quang Vinh, thị trấn Ân Thi, xã Vân Du, xã Hồ Tùng Mậu. Mặc dù nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu là do các hội viên đóng góp, nhưng với lòng say mê ca hát, các hội viên của các câu lạc bộ văn nghệ truyền thống vẫn hăng say luyện tập, mang lời ca tiếng hát đến đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chương trình sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 9 tháng đầu năm 2018, tỉnh ta thu hút được 139 dự án và đầu tư. Trong đó có 116 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 10.000 tỷ đồng và 23 dự án của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 306 triệu đô la Mỹ. Kết quả này đưa tổng số dự án và đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 1.818 dự án, trong đó có trên 1.401 dự án của nhà đầu tư trong nước và gần 417 dự án của nhà đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký gần 125.000 tỷ đồng và gần 4,3 tỷ đô la Mỹ. 9 tháng đầu năm có thêm 40 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm mới cho hơn 8.000 lao động. Nhiều năm trở lại đây, người dân trên địa bàn huyện Khoái Châu đã và đang đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng sang trồng cây ăn quả, trong đó cam là giống cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đồng thời nhận thấy những hiệu quả cao từ trồng cây cam mang lại, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Khoái Châu đã lựa chọn mô hình trồng cam đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay toàn huyện Khoái Châu có khoảng gần 800 hectare cây có múi, trong đó cam 150 hectare tập trung tại các xã Đông Tảo, Tân Tân, An Vĩ, Tân Tiến, Phùng Hưng. Hiện tại nhiều hộ trồng cam ở xã Tân Tân, An Vĩ đã cho thu hoạch đảm bảo chất lượng và sản lượng, năng suất cao, trung bình một tạ một cây. Đối với những cây trồng từ 10 năm trở lên cho năng suất đạt từ 3 đến 4 tạ một cây, có giá bán từ 20 đến 25.000 đồng một kg. Đặc biệt nhiều hộ nhờ phát triển mô hình trồng cam đã vươn lên trở thành mô hình sản xuất kinh doanh tỏi với thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng một năm. Những năm qua, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi đã nỗ lực huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chung sức chung lòng của nhân dân phấn đấu về đích xã nông thôn mới. Từ năm 2011 đến tháng 7 năm 2018, xã Hồng Vân đã huy động được trên 174 tỷ đồng. Ngoài nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện và ngân sách xã, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của nhân dân địa phương với tổng số tiền lên đến hơn 153 tỷ đồng. Đến nay, xã cơ bản đã đạt 19 trên tổng số 19 tiêu chí nông thôn mới, giao thông đi lại thuận tiện, hệ thống cơ sở vật chất trường lớp của 3 cấp học khang trang với thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Tại các thôn đều có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Điển hình là thôn 2 Đan Tràng, nhân dân tự đóng góp được gần 400 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, trạm y tế xã hoạt động có hiệu quả, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
Hiện nay thu nhập bình quân trong xã đạt 41 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo dưới 3,5%. Thưa quý vị và các bạn, đến nay huyện Văn Giang đã có 9 trên 10 xã đã được công nhận về đích nông thôn mới. Đây cũng là cơ sở để địa phương này phấn đấu về đích vào cuối năm nay, ghi nhận của phóng viên Mạnh Khởi và Đồng Hoàng. Xã Mễ Sở là một trong hai địa phương của huyện Văn Giang được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới từ cuối năm 2014. Từ đó đến nay, đơn vị này không chỉ duy trì giữ vững mà còn thường xuyên đầu tư để nâng cao chất lượng các tiêu chí, cơ sở hạ tầng luôn được duy tu nâng cấp. Cũng từ khi đó đến nay, đời sống nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng lên rõ rệt. Chúng tôi luôn luôn coi như có nghị quyết và chủ trương coi như chỉ đạo nhân dân là tiếp tục coi như giữ vững các tiêu chí và nâng cao coi như các cái tiêu chí lên cái mức cao hơn nữa, quan tâm tới phát triển kinh tế của địa phương. Thời điểm mà xã Mễ Sở chúng tôi mới được công nhận là xã đạt về nông thôn mới thì thu nhập bình quân đầu người là 38 triệu 500 ngàn đồng. Cho đến nay thì thu nhập bình quân đầu người của chúng tôi là 51 triệu coi như 350 ngàn đồng trên người trên năm. Còn với xã Vĩnh Khúc, đơn vị cuối cùng của huyện Văn Giang tuy chưa được công nhận nhưng nay cũng đã hoàn thành việc thẩm định, đang chờ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Khi xã Vĩnh Khúc được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới sẽ là cơ sở quan trọng để huyện tiến về đích hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thời gian này xã Vĩnh Khúc vẫn đang tiếp tục huy động các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tiếp tục là nâng cao các cái tiêu chí, đặc biệt về nâng cao đời sống, thu nhập của nhân dân. Đối với các hộ chăn nuôi phải ký cam kết không để ô nhiễm môi trường, tức là tất cả các loại rác thải mà sau khi thu gom để vận chuyển đi và đảm bảo tốt cái vệ sinh môi trường, triển khai một số các cái tuyến đường trồng hoa, cây cảnh để làm sao tạo nên cái cảnh quan, cái môi trường xanh sạch đẹp. Tính đến nay, trung bình mỗi xã ở Văn Giang đã đầu tư khoảng 100 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, tập trung vào lĩnh vực hạ tầng, xử lý môi trường, cải cách hành chính và tập huấn sản xuất. Tuy nhiên, với huyện mới chỉ đạt 6 trên 9 tiêu chí. Trong thời gian tới, huyện tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành 3 tiêu chí chưa đạt là văn hóa, giao thông và môi trường. Trong thời gian tới, thì tôi sẽ tập trung vào 3 tiêu chí chưa đạt. Thứ nhất là đối với tiêu chí môi trường. Chỉ đạo các xã thị trấn kiên quyết xử lý các hộ xả thải trực tiếp ra môi trường, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Đối với tiêu chí giao thông, thì cùng với việc là huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cải tạo nâng cấp các đường hệ thống các đường giao thông trên địa bàn huyện, tiếp tục hỗ trợ nhân dân về xi măng để đầu tư cải tạo các cái tuyến đường làng ngõ xóm, đường giao thông nông thôn nội đồng. Thứ ba là đối với nhà văn hóa, thì chúng tôi cũng đã có chuẩn bị sẵn cái nguồn lực sẽ tổ chức thi công trong thời gian sớm nhất. Hy vọng Văn Giang sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí để trở thành huyện thứ hai của tỉnh ta đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Trước đây, phần lớn nhân dân trên địa bàn huyện Kim Động sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ giếng khoan hoặc nước mưa chưa được kiểm nghiệm hay xử lý. Nhưng đến nay, nhiều hộ dân trên địa bàn đã sử dụng nước sạch đạt tỷ lệ 37,6%. Đến nay, trên địa bàn huyện Kim Động có 7 đơn vị cung cấp nước sạch, tỷ lệ hộ đấu nối sử dụng nước sạch chiếm 37,6%, tập trung chủ yếu tại xã Nghĩa Sơn, Song Mai, Nhân La, Chính Nghĩa, Mai Động, Đồng Thanh. Toàn huyện phấn đấu đến hết năm 2020, 100% người dân đấu nối sử dụng nước sạch với chất lượng nước đạt quy chuẩn ăn uống theo quy định của Bộ Y tế. Việc tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước sạch góp phần cải thiện nguồn nước sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe cho người dân và góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2020, toàn huyện có 90% hộ dân sử dụng nước sạch. Sử dụng nước sạch không chỉ góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân, mà còn là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới quan trọng. Tuy nhiên, tại huyện Văn Lâm, tỷ lệ sử dụng nước sạch chưa cao, đạt tỷ lệ 12%. Nhà máy nước chỉ đạo Trưng Chắc Như Quỳnh và công ty cấp nước Xuân Hưng tỉnh Hải Dương là những đơn vị đang cung cấp dịch vụ nước sạch trên địa bàn huyện Văn Lâm. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn huyện có khoảng 3.500 hộ đang sử dụng nước sạch, chiếm tỷ lệ 12%. Trong đó có một số xã chưa có hộ dân nào sử dụng nước sạch như xã Việt Hưng, Lạc Hồng, Tân Quang và Đại Đồng. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do người dân vẫn có tâm lý sử dụng nước giếng khoan, nước mưa để tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, một số nhà máy nước hoạt động chưa hiệu quả hoặc đang trong quá trình xây dựng, lắp đặt hệ thống dẫn nước cũng khiến tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch chưa cao.
Mặc dù đã ra quân giải tỏa các điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông theo quyết định số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tuy nhiên do chưa giải quyết một cách triệt để nên đến nay tình trạng tái vi phạm lại trở nên nhiều hơn trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Hầu hết các hộ kinh doanh buôn bán đều vi phạm hành lang an toàn giao thông, không chỉ sử dụng hành lang làm nơi treo biển quảng cáo để ô bạt, mà các điểm còn bày bàn ghế, bán hàng khiến cho người đi bộ, các phương tiện phải đi lại dừng đỗ trên lòng lề đường. Cụ thể, ở khu vực đầu đường Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, có trên chục hộ kinh doanh vi phạm. Đường Lê Lai, phường Lê Lợi, có gần 30 cửa hàng. Đường Nguyễn Văn Linh, đoạn đối diện với Liên đoàn Lao động tỉnh, có 6 hộ mở cửa hàng kinh doanh cà phê ăn uống. Ngoài ra còn các tuyến phố khác có tới hàng trăm hộ vi phạm như đường Nguyễn Văn Linh, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, đường Điện Biên 1, đường Lê Lai, phường Lê Lợi, đường Điện Biên 2, đường Trưng Chắc, phường Quang Trung. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng tái vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông trên là do lực lượng chức năng còn buông lỏng quản lý, chưa thực sự vào cuộc giải quyết triệt để tình trạng trên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thôn Ninh Tập, xã Đệ Tập, huyện Khoai Châu xây dựng thành công nghĩa trang nhân dân đồng bộ. Nhiều tuyến đường ở huyện Ân Thi xuống cấp ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân. Huyện Văn Lâm nóng về tình trạng vứt rác thải bừa bãi trên trục đường giao thông và kinh mương. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.